Xin chào các bạn. Hôm nay Tuấn lại chia sẻ tiếp cho các bạn một cái chủ đề là những cái phương pháp mà giúp bạn thay đổi tiềm thức. Thì ở hai video trước thì Tuấn cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến các cái phương pháp mà thay đổi tiềm thức. Và trong chủ đề trong cái video này thì Tuấn chia sẻ tiếp tục năm cái phương pháp tiếp theo giúp cho bạn có thể thay đổi cái tiềm thức trong bạn. Vì cái tiềm thức nó rất là quan trọng và các bạn có thể ứng dụng cái tiềm thức để bán hàng được. Thì phương pháp tiếp theo, phương pháp thứ 11 đó chính là mình tập trung vào chính mình và nâng cao cái liên tục nâng cao cái giá trị bản thân. Tập trung vào chính bạn là gì? Có nghĩa là bạn thường xuyên bạn phải tập trung để rèn luyện tất cả những cái kỹ năng mềm mà mình cần phải có đó, và luôn luôn là nâng cao giá trị bản thân lên. Ví dụ như là ngày hôm nay thì bạn học được một cái kiến thức mới thì bạn ngay lập tức bạn cần phải áp dụng nó vào công việc ngay lập tức và áp dụng liên tục, áp dụng 15 cả một cái quá trình, ví dụ như là cả một tháng rồi hay một thời gian dài đủ dài để mình có thể là chứng minh được là cái công thức đấy nó thành công, đúng không ạ? Hoặc là mình tập trung mình phát triển, ví dụ như là mình làm những cái video như Tuấn đang làm, hoặc là mình đọc sách để mình có thêm kiến thức chẳng hạn, thì mình tập trung vào chính mình, tập trung vào phát triển tất cả những kỹ năng mềm cho chính mình này và tiếp tục nâng cao giá trị bản thân và ứng dụng những cái nội dung ở trong cái việc các cái bài tập ở trong những cái khoa học kỹ năng và những cái nội dung ở trong sách ứng dụng vào trong đời sống của mình để tạo ra những cái thành công, kể cả dù đó là thành công nho nhỏ. Một cái phương pháp tiếp theo đó chính là mình thiết lập những cái thói quen và những cái phẩm chất tốt mà của người thành công. Thì như Tuấn đã nói ở một vài cái video khác thì những người thành công họ thường có những cái thói quen rất là tốt, ví dụ như là sống rất là kỷ luật, ví dụ như là chẳng hạn như Tuấn thì có thể là Tuấn sẽ dậy vào buổi sáng và nghe nhạc thôi miên bán hàng, sau đó thì là sẽ tiếp tục là nghe tập luyện thể thao một chút và sau đó thì là dậy ăn sáng và cuối cùng là quay lại làm video đó. Thế thì mình sẽ cần phải có những cái thói quen của người thành công, như là ví dụ như là đọc sách này hay là xem các cái video về kỹ năng để mình có thể phát triển thêm. Và tiếp theo là cái cách tiếp theo đó chính là mình luôn luôn tập trung vào kết quả tích cực, nghĩa là mình luôn luôn mình nhìn vào những cái yếu tố tích cực trong cuộc sống của mình. Ví dụ như là hôm nay mình đạt được một cái mục tiêu nào đó nho nhỏ thì mình cũng đấy là mình tập trung vào những điều tích cực, mình không tập trung vào những điều tiêu cực. Ví dụ như ngày hôm nay bị công an phạt chẳng hạn thì mình cũng không tập trung vào điều đó. Đó. Thế và mình luôn luôn tập trung vào những điều tích cực để làm sao để cho nó đạt được cái hiệu quả tối đa trong công việc. Đó. Một cái phương pháp tiếp theo đó chính là gì? Là mình liên tục ám thị vào bản thân, vào những cái mô thức thành công và tư duy đúng đắn về tiền bạc và gia đình và cuộc sống. Đó, mình luôn luôn ám thị vào những cái mô thức thành công của ví dụ như là cảm ơn tôi là một người tài giỏi và tôi là nam châm hút tiền, tôi có thể hút người có tâm có tài về trong đội nhóm của tôi chẳng hạn. Thì mình luôn luôn mình nói cái những lời thần chú như vậy thì sẽ giúp cho cái việc làm cái tiềm thức của mình nó luôn luôn được hỗ trợ, luôn luôn được ủng hộ và từ đó thì là mình sẽ bán hàng tốt hơn và mình sẽ phát triển bản thân hơn. Đó. Thì trên đây là những cái chia sẻ của Tuấn về năm cái bước tiếp theo để mình có thể thay đổi bản thân. Hẹn gặp lại các bạn ở video thứ tư mà Tuấn sẽ làm tiếp sau đây. Xin cảm ơn.